thắp sáng màn đêm trăm ngàn cây nến, con tim Việt Nam đến từ mọi miền, thắp sáng bờ đê, thắp rừng hoàng phê, thắp sáng trời khuya anh chẳng vừa xê, thắp sáng đường đi cho dù thiên lý, quê hương Việt lý ta còn ngại gì, hãy đứng dậy đi tiến về một phía, đất nước còn kia và chúng ta còn đây, làm sáng lên niềm tin khi ngày mới vừa lên, làm sáng lên niềm tin nắng tràn khắp ba miền, làm sáng lên niềm tin đất người mới dậy lên, làm sáng lên niềm tin xoa tan hết màn đêm. Bài suy niệm thứ 20. Đây là mẹ con, gương mẫu của hội thánh. Niềm vui năm thánh sẽ không trọn vẹn nếu không hướng mắt nhìn tới đấng đã sinh ra con Thiên Chúa nhập thể cho chúng ta. Trong sự hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa Cha, tử sắc, năm thánh, mầu nhiệm nhập thể, số 4. Tôi đã viếng mẹ ban trưa. Trong những ngày này, tôi đã được diễm phúc chiêm ngắm Đức Mẹ trong thinh lặng, được diễn tả thật cao đẹp trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, và từ tâm hồn tôi trào lên lời cầu đẹp đẽ này của thi sĩ Paul Claudel. Trời đúng ngọ, tôi trông thấy giáo đường rộng mở, phải bước vào mới được. Lạy Mẹ Chúa Giêsu Kitô, con không vào để cầu nguyện, vì con không có gì để dâng cho Mẹ và cũng chẳng xin Mẹ điều gì. Con chỉ đến để ngắm nhìn Mẹ thôi. Ôi lạy Mẹ, ngắm nhìn Mẹ và khóc lên vì hạnh phúc. Con không nói gì cả, nhưng con chỉ ngắm nhìn dung nhan Mẹ, để tim con hát vang lên trong ngôn ngữ riêng của nó. Con không nói gì cả, nhưng con chỉ hát thôi, bởi vì trái tim con tràn ngập tâm tình. Hội thánh là người nữ, là hiền mẫu. Có một vài lời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã gợi hứng cho tôi trong bài suy niệm này. Hội thánh không phải là một guồng máy, không đơn thuần là một cơ cấu tổ chức, cũng không chỉ là một số, một trong số những giá trị tập quán xã hội. Nhưng hội thánh là một con người, một người nữ, một người mẹ đang sống thật. Sự hiểu biết về Mẹ Maria của hội thánh đối kháng cách mạng, cách mạnh mẽ, quyết liệt với ý niệm cho rằng hội thánh chỉ như là cơ cấu tổ chức hay bàn giấy. Chúng ta không thể làm ra hội thánh, chúng ta phải chính là hội thánh. Chỉ trong chiều kinh đức tin mà chúng ta nhận ra bản chất đích thực của mình. Chúng ta là hội thánh và hội thánh ở trong chúng ta. Và chỉ trong con người Mẹ Maria mà chúng ta trở thành hội thánh. Ngay cả chính nguồn gốc, hội thánh không phải được làm ra, nhưng là sinh ra. Hội thánh sinh ra khi Đức Mẹ đáp xin vâng. Đây là ước mong sâu thẳm nhất của Công đồng chung Vatican II. Hội thánh thức tỉnh trong tâm hồn chúng ta. Đức Maria chỉ đường cho chúng ta. Trong bài suy niệm này, chúng ta muốn hướng nhìn lên Đức Maria như mẫu gương của hội thánh. Nhưng hội thánh đang sống trên một trái đất đầy đau thương, bi thảm và tuyệt diệu, trong một thời đại có các đường nét của một đêm đen tối tập thể. Giáo huấn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Trong các sắc thái của đêm đen tối này, chúng ta nhận ra sự thống trị của chủ thuyết duy lý
đã nhào nặn ra một nền văn hóa dùng các khoa học khác nhau để leo lái các thực tại tự nhiên, các tình trạng, kể cả tinh thần và sự sống của con người nữa. Vì thế, nhân loại có nguy cơ trở thành nạn nhân của chủ thuyết thuần túy duy thực niệm, chỉ chú trọng làm được gì và có những gì. Câu trả lời của giáo hội cho đêm đen tối này là yêu thương, bởi vì như tựa đề một cuốn sách nhỏ của thần học gia Hans Urs von Balthasar khẳng định, chỉ có yêu thương mới đáng tin cậy. Không yêu thương nó tới hiệp nhất thì không đáng tin cậy. Chính vì thế mà Đức Maria chỉ đường lối cho chúng ta. Đức Maria là tình yêu được đón nhận, là tình yêu được đáp trả tương xứng, là tình yêu được chia sẻ. Mẹ Maria là tình yêu được đón nhận. Trong toàn cuộc sống của mình, Đức Maria đón nhận tất cả từ Thiên Chúa. Đó chính là sự cao cả của sứ mệnh được kéo dài trong một cách nhiệm màu trong hội thánh. Mọi sự bắt nguồn từ Chúa là đến từ trời cao, và Đức Trinh Nữ đón nhận. Cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta hãy soi lại chính mình trong bốn lời của Kinh Thánh. Thứ nhất, kính mừng Maria đầy ơn phước. Đức Maria là người đầu tiên nhận được tin mừng, và trong khổ nạn của Chúa Giê-xu, mẹ là người đầu tiên được tràn đầy ơn cứu độ. Qua việc chấp nhận sứ điệp của Thiên Thần, người tỳ nữ trở thành sở hữu của Thiên Chúa. Chúng ta đang ở trong buổi bình minh của Hội Thánh, là mảnh đất hay cánh đồng của Thiên Chúa, như khẳng định trong hiến chế ánh sáng muôn dân. Thứ hai, này bà sẽ thụ thai và sinh con trai. Do quyền năng của Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm nhập thể cao cả được thực hiện. Người con ở trên trời sống trong lòng Thiên Chúa Cha, tìm thấy ở dưới đất, nơi Đức Maria một cung lòng xứng đáng với Ngài. Là nữ tử của Thiên Chúa Cha, Đức Maria trở thành mẹ, mẹ của ngôi lời nhập thể, hiền thê của Chúa Thánh Thần. Trong 9 tháng tiếp theo ngày truyền tin, Đức Maria đã đặc biệt là trinh nữ của nội tâm. Là thụ tạo duy nhất trong các loài thụ tạo, mẹ sống kinh nghiệm cưu mang Đức Giê-xu trong cung lòng mình, trên bình diện thể lý. Và theo hình ảnh của mẹ, toàn thể hội thánh được kêu mời trở nên cung lòng trao tặng Chúa Giê-xu cho thế giới. Thứ ba, người đã đoái thương tới phận hèn. Trong suốt cuộc đời, Đức Maria sống với lời ca tụng tạ ơn Chúa vì tất cả những đặc ân đã nhận lãnh từ Ngài, không phải chỉ có ơn thánh, mà cả đấng ban phát ơn thánh nữa, và với Ngài là tất cả mọi ân huệ khác. Thiên Chúa đã làm nơi tôi những việc trọng đại, đã nhìn xem sự hèn mọn của nữ tỳ Ngài. Vì vậy, mọi thế hệ sẽ ngợi khen tôi là người có phúc. Như Đức Maria, giáo hội ý thức được sự hư không của mình và chúc tụng sự cao cả của Thiên Chúa. Thứ tư, người
gìn giữ mọi lời đó trong tâm lòng. Đức Maria chăm chú sống cạnh con mình trong tình trạng cầu nguyện, đón nhận liên lỉ và chiêm ngắm. Mẹ giữ gìn đời Chúa, sống và truyền thông lời đó trong hy vọng, khiêm tốn và tươi vui. Chúng ta hãy chiêm ngắm nơi mẹ là đấng hoàn toàn được lời Chúa điêu luyện, mầu nhiệm của hội thánh, là hiền thê của lôi lời. Lạy Đức Maria, mẹ hoàn toàn xinh đẹp và tội nguyên tổ không có nơi mẹ. Đức Kitô Chúa chúng con đã được mẹ sinh ra. Mẹ Maria là tình yêu được đáp trả, được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa với tất cả đời mình. Đức Maria là câu trả lời cho Thiên Chúa. Không có gì nơi mẹ mà không phải là của, là một hiến dân cho Chúa, gắn bó với chương trình của Chúa và lựa chọn Chúa. Nơi đây, chúng ta hãy soi chính mình vào các lời Kinh Thánh đề cập tới mẹ Maria. Thứ năm, phúc cho bà vì đã tin lời Chúa. Trong lòng tin, Đức Maria đã sống trọn vẹn tiếng xin vâng. Bởi vì mẹ đã tin vào lời Chúa, mẹ để cho mình được bàn tay của Thiên Chúa uốn nắn và dẫn đi khắp nơi, qua Ai Cập về Nazareth, ở làng Cana, lên núi Sọ, trong nhà tiệc ly, trong khi đợi chờ Chúa Thánh Thần. Bà Elizabeth và cộng đoàn tiến khởi đã gọi mẹ là Episteusasa, nghĩa là đấng đã tin. Nơi mẹ, hội thánh nhận ra mình nhưng là cộng đoàn của những người tín hữu. Thứ sáu, Chúa Giêsu phân phục các ngài. Trong 33 năm, mẹ Maria đã sống trong hiệp thông thân tình và diệu hiền với Đức Giêsu. Không có con người trần gian nào có thể hiểu Chúa Giêsu như mẹ. Không có ai sống gần gũi, không có ai có thể săn sóc Chúa Giêsu như mẹ Maria. Trong công việc làm, trong niềm vui, nỗi lâu lo, cảnh nghèo túng và sự trong sáng, đối với chúng ta, đó là một lời mời gọi sống thân tình với Chúa Giêsu trong việc phục vụ cụ thể và lưu tâm tới Ngài. Thứ bảy, linh hồn tôi chúc tụng Chúa. Ý thức được các việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi mình, Đức Maria sống trong sự thờ lại chiêm niệm trước mặt Chúa, như các thiên thần chúc tụng Chúa, thánh, thánh, thánh. Và như thế, Đức Maria đã đáp trả cách trọn vẹn lòng thương xót Chúa, trải dài từ đời nọ tới đời kia. Mẹ đứng gần thánh giá, bằng cả cuộc sống, mẹ Maria cũng kết hiệp với khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu cho toàn thể nhân loại. Một lưỡi gươm đã đâm thâu tâm hồn mẹ, nhưng mẹ vẫn đứng vững, một mình, can đảm, mẹ biết tha thứ, trung thành. Trong giây phút quan trọng nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, mẹ hiến dâng với con mình. Mẹ Maria xem ra đã mất tất cả, nhưng được ở với Chúa Giêsu, mẹ cảm thấy quá đầy đủ. Và như thế, mẹ trở thành mẫu gương của hội thánh, đứng dưới chân thập giá. Tôi muốn kể lại đây một sự kiện trong đời tôi. Hồi năm 1957, khi học tại Roma, tôi đã đi Lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Trước hang đá, tôi đã suy niệm lời mẹ nói với thánh nữ
Bernadette, mẹ không hứa cho con các niềm vui và an ủi trên trần gian này, nhưng các thử thách và khổ đau. Tôi đã có cảm tưởng rằng các lời đó cũng được nói với tôi, và tôi đã chấp nhận sứ điệp đó với ít nhiều sợ hãi. Trở về Việt Nam, tôi đã làm giáo sư, rồi giám đốc chủng viện, tổng đại diện và sau cùng giám mục Nha Trang. Có thể nói rằng công việc mục vụ của tôi gặt hái nhiều thành công. Tôi trở lại Lộ Đức mỗi năm và tôi thường tự hỏi, có lẽ các lời Đức Mẹ đã nói với chị Bernadette không dành cho tôi đâu. Nhưng rồi năm 1975 đã đến, tôi bị bắt vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bị tù, bị biệt giam. Và tôi nhận ra rằng Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi ngay từ năm 1957. Tình yêu được chia sẻ. Vì sống hoàn toàn cho Thiên Chúa, Đức Maria không xa lạ với thế giới. Trái lại, đối với mẹ, thế giới là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, là nơi chờ đợi đấng vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hãy soi ngắm chính mình nơi đấng là thửa đất chứa đựng, đấng không thể nào chứa đựng nổi. Mẹ là đấng đón nhận và chia sẻ ơn cứu độ đó. Vội vã băng đồi vượt núi. Ngay lập tức Đức Maria đem tin vui đến cho chị họ là bà Elizabeth. Mẹ chia sẻ tình yêu mà Thiên Chúa đã thông truyền cho mẹ. Mẹ ở lại 3 tháng để phục vụ người chị họ. Mẹ khiến cho Gioan Tẩy Giả nhảy mừng vì gần gũi ân cứu độ. Và mẹ tiếp tục sống với Chúa Giêsu ở trong lòng mẹ, cảm thấy Thiên Chúa làm người lớn lên trong mình. Đó cũng là con đường của Hội Thánh, phục vụ con người bằng cách đem thông truyền cho con người chính Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta. Và như thế là đem ơn cứu rỗi và niềm vui tới cho con người. Ai biết được là bao nhiêu lần bà Elizabeth và mẹ Maria đã cùng nhau hát lên bài ca Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa. Thứ 10, họ trông thấy con trẻ với Đức Maria mẹ người. Đức Maria là nữ sứ giả của lòng thương xót trong cảnh nghèo hèn tột cùng của hang đá. Mẹ đem đến cho thế giới kho tàng vĩ đại nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Mẹ đưa ra và trao ban Ngài cho các mục đồng và các đạo sĩ. Và ngày nay mẹ cũng tiếp tục làm như thế. Tại Guadalupe, tại La Vang, quê hương của tôi, mẹ Maria đã
Đấng đem Chúa Giêsu cho người nghèo, cho kẻ ngoại kiều. Mẹ là ngôi sao của việc loan báo tin mừng và mẹ chỉ đường cho công tác truyền giáo. Thứ 11, hãy làm bất cứ gì người nói. Với Chúa Giêsu, mẹ Maria hiện diện trong mọi thực tại cuộc sống. Hiện diện tại Ein Karim, dịp trẻ Gioan chào đời. Hiện diện tại Cana trong tiệc cưới. Mẹ chia sẻ niềm vui mừng và niềm hy vọng. Mẹ lo lắng cho một đôi tân hôn gặp khó khăn với sự tế nhị, dễ thương và kín đáo. Mẹ dạy chúng ta biết lắng nghe Chúa Giêsu và tín thác rằng Ngài sẽ trợ giúp khi thời điểm tới. Mẹ chia sẻ với các tông đồ việc đợi chờ Chúa Thánh Thần trong nhà tiệc ly. Sống giữa mọi người trong cuộc sống thường ngày, mẹ Maria là mẫu gương của một hội thánh biết chờ đợi và đón nhận giờ của Thiên Chúa, biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thứ 12, này là con bà và người môn đệ nhận mẹ về nhà mình. Đứng bên thập giá, mẹ Maria đón nhận tất cả các môn đệ của Đức Giêsu như con mẹ, và hơn thế nữa, đón nhận toàn thể nhân loại, không phải chỉ những người thánh thiện mà cả những kẻ tội lỗi nữa. Mẹ trao ban Chúa Giêsu chí thánh, mẹ đón nhận Gioan, người thánh thiện yếu đuối đã trốn chạy, và mẹ đón nhận người trộm lành, kẻ tội phạm trở thành thánh và anh em của Chúa Giêsu khi Ngài nói: thật thế, hôm nay ngươi sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng. Trong lúc đó, mẹ Maria chấp nhận vai trò làm mẹ của lòng thương xót, rồi mẹ sống suốt đời với tông đồ Gioan, tông đồ được Chúa yêu thương, chia sẻ với Gioan nỗi ưu tư về nước Chúa. Bên mẹ, Gioan luôn học hỏi những gì đã học được từ Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta được mời gọi trở nên tình yêu. Với tư cách là mẹ của lòng thương xót, Đức Mẹ Maria thôi thúc hội thánh lo lắng cho toàn nhân loại trong các nhu cầu căn bản của con người, không phải chỉ qua gương tốt mà cả trên bình diện xã hội, kinh tế và chính trị nữa. Với đấng mà chúng ta kêu cầu trong kinh lạy nữ vương như là niềm hy vọng của chúng ta, tương lai của hội thánh tràn đầy hy vọng. Đức Thánh Cha với lòng tôn sùng mẹ Thiên Chúa một cách thẳm sâu đã nói: vào bình minh của ngàn năm mới, chúng ta vui mừng nhận thấy nổi bật lên chiều kích thánh mẫu của hội thánh, ấp ủ trong mình nội dung sâu thẳm nhất của việc canh tân do cộng đồng đề xướng. Từ nơi mẹ Maria, hội thánh học hỏi thực hiện chính xác gương mặt của mẹ như cộng đồng chung Vatican II đã đề ra, sống đắm nhìn trong mầu nhiệm tình yêu được đón nhận. Hiệp thông trong mọi khía cạnh cuộc sống, tình yêu được đáp trả tương xứng. Hướng tới thế giới trong sứ mệnh, tình yêu được chia sẻ. Theo sau mẹ Đức Giêsu,
Hội thánh bước theo con đường của mẹ Maria như Đức Gioan Phaolô II đã giải thích trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế. Dưới ánh sáng 12 câu của tin mừng, chúng ta vừa chiêm ngắm hình ảnh của mẹ Maria đồng hành với chúng ta trên con đường này, như 12 ngôi sao lung linh trang điểm trên đầu mẹ mà sách Khải Huyền diễn tả trong phụng vụ ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Mẹ Maria đã giải thoát tôi. Trong con đường đen tối của tù ngục, tôi đã cầu nguyện với mẹ Maria với tất cả lòng đơn sơ: Lạy mẹ, nếu mẹ thấy rằng sau này con không còn ích lợi gì cho hội thánh nữa, thì xin hãy ban cho con ơn được chết trong tù để dâng trọn đời con. Ngược lại, nếu con còn phục vụ hội thánh được, thì xin cho con ra khỏi tù vào một ngày lễ của mẹ. Một hôm, khi đang chuẩn bị ăn trưa, thì tôi nghe điện thoại của trực tù treo vang. Có lẽ cú điện thoại này là cho tôi đây. Hôm nay là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Quả thật, một lúc sau đó, một người công an đến hỏi tôi: Ông ăn cơm trưa chưa? Chưa, tôi đang nấu. Sau cơm trưa, ông nhớ ăn mặc tử tế, ông sẽ lên gặp lãnh đạo. Trưa hôm đó, tôi đã được đưa đi gặp ông Bộ trưởng Nội vụ. Ông có muốn trình bày ước mong gì không? Thưa ông Bộ trưởng, tôi muốn được tự do. Khi nào? Hôm nay. Bình thường thì không thể xin hôm nay được, bởi vì các vị lãnh đạo cần có thời giờ để thảo luận, để giải quyết các thủ tục. Nhưng tôi rất vững tin. Ông Bộ trưởng nhìn tôi kinh ngạc. Tôi giải thích: Thưa ông Bộ trưởng, tôi đã bị tù quá lâu với ba triều đại giáo hoàng rồi: triều đại Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô I, Đức Gioan Phaolô II. Ngoài ra, tôi bị tù dưới thời đại bốn vị tổng thư ký của Đảng Cộng sản Liên Xô: ông Brezhnev, ông Andropov, ông Shevchenko và ông Gorbachev. Ông Bộ trưởng bật cười và gật gù đồng ý: đúng thật, đúng thật. Rồi ông quay sang vị thư ký nói: hãy làm những gì cần thiết để thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy. Lòng tôi nhảy mừng, mẹ Maria đã giải thoát tôi. Lạy mẹ, con cám tạ mẹ, con mừng lễ mẹ. Kính chào Maria, mẹ Chúa Giêsu, là mẹ và là mẫu gương của hội thánh Ngài. Kính chào mẹ, suối nguồn ân thánh và lòng từ nhân. Mẫu gương của mọi sự tinh tuyền, mẹ là niềm vui trong châu lệ, là chiến thắng trong đấu tranh, là hy vọng trong thử thách. Mẹ là đường duy nhất dẫn đến Chúa Giêsu. Xin chỉ cho chúng con Thiên Chúa Cha, và thế là đủ cho chúng con. Xin mẹ hãy tỏ ra mẹ là mẹ chúng con, và như vậy cũng là đủ cho chúng con rồi. Bây giờ và trong giờ lâm tử, tuổi già, bệnh tật, giờ chết. Trong nền văn hóa Phật giáo Á Đông, người ta nói tới bốn giai đoạn trong cuộc sống con người, đó là sinh lão bệnh tử, khổ đau
và điều không thể tránh được trong kiếp người. Vì thế mỗi người đều cầu mong được ơn cứu thoát. Nói chung, con người không muốn nhớ tới các thực tại bi đát này. Họ tìm cách đẩy xa và không muốn nghĩ tới điều ấy nữa. Nhưng đối với các Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương, đau khổ diễn tả tình yêu, và cũng giống như mọi giai đoạn vui buồn khác của cuộc đời, đau khổ phải được sống trong tình yêu và nên như tình yêu. Khi trông thấy các đám đông theo nhau bước qua cửa thánh, tôi liên tưởng tới cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tiến bước mỗi ngày, đôi khi phải đi qua những con đường khó khăn nhưng quan trọng và không thiếu niềm vui, bởi vì mỗi ngày chúng ta tiến tới gần đích điểm hơn một chút, tiến tới cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Chính vì thế nên tôi muốn nói về tuổi già, bệnh tật và cái chết. Hồng ân lớn nhất, Chúa sẽ chỉ cho con biết đường về cõi sống trước nhan thánh. Ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Thánh Vịnh 16. Sự sống là ơn cao trọng nhất, ơn vô giá được Thiên Chúa ban tặng cho con người. Do đó, mỗi một giây phút phải được sống trong Chúa và cho Chúa. Đối với mỗi người trong chúng ta, cuộc sống đều có các mùa của nó. Mùa nào cũng quan trọng và có một vẻ đẹp riêng. Cicero nói về tuổi già như là mùa thu của cuộc đời. Với tâm hồn thi sĩ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp khi viết rằng: chỉ cần nhìn cảnh vật thay đổi quanh năm, trên đồi núi, trên đồng bằng, trên đồng cỏ, trong thung lũng, trong rừng rậm, trên cỏ cây, thì đủ hiểu có sự tao phùng giữa nhịp sống của con người và các chu kỳ của thiên nhiên mà con người là một thành phần. Trích thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi những người già, ngày 1 tháng 10 1999. Phải, bởi vì sự sống phát sinh, lớn lên, tàn phai chỉ là ba giai đoạn của mầu nhiệm cuộc đời, của cuộc sống con người bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là ơn của Chúa, là hình ảnh, là dấu vết, là sự tham dự vào hơi thở sự sống của Ngài. Những người cao niên trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, tuổi thọ là dấu chỉ được Thiên Chúa, tình yêu, chúc phúc. Tổ phụ Abraham, ông Maisen, Toby, Eleazaro, bà Elizabeth và thầy tư tế Zakaria, vũ già Simeon và bà Anna, tất cả đều cho chúng ta thấy tuổi già là thời điểm của lời hứa và chứng tá can đảm. Thánh Phêrô về già đã hiến mạng sống mình vì yêu Chúa Giêsu. Thánh Phaolô về già bị cầm tù đã viết: còn tôi sắp phải đổ máu ra để làm lễ tế, đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường mà vẫn giữ vững đức tin. Thánh Gioan Tông Đồ khi đã cao niên, mỗi lần tới thăm các giáo đoàn và được hỏi đâu là sứ điệp của Chúa Giêsu, thì Ngài luôn luôn lặp lại: các con hãy yêu thương nhau, làm như thế Ngài không còn gì để thêm cả. Nhưng với câu nói đó, thánh nhân thực sự hiểu thấu trọng tâm tư tưởng của Chúa Giêsu.
việc mới, giàu đặc sủng hơn. Trong cuộc sống của tôi, đặc biệt ở đây trong giáo triều, tôi đã có cơ may quen biết nhiều vị cao niên nêu gương sáng cho tôi vì lòng khiêm nhường và sự kín đáo nhưng hùng hồn của các vị. Các vị luôn trẻ trung và ai tiếp xúc với các vị cũng đều hít thở được luồng khí úy an hy vọng, ngay cả trong những tình trạng hầu như tuyệt vọng. Nơi các vị, tôi đã học biết rằng năm tháng cuộc đời chúng ta qua mau. Cuộc sống là một ơn quá xinh đẹp và quý giá mà tôi phải tận dụng trong giây phút hiện tại. Với lòng biết ơn Thiên Chúa Cha nhân từ, nơi các vị, tôi đã học biết khi nào phải rút lui và phải rút lui cách nào. Không phải để trông thấy cảnh sức lực xuống dần và cô đơn ngày càng đè nặng, rồi cảm thấy mình trở thành vô ích vì gạt bỏ ngoài lề hay trở thành một gánh nặng cho người khác. Nhưng để chu toàn một nhiệm vụ mới phù hợp hơn, dấn thân hơn và có tính cách đặc sủng hơn. Công việc giảm bớt dần hoặc thay đổi, nhưng tình yêu luôn lớn mạnh và niềm hy vọng rạng rỡ tới gần, như Thánh Phaolô khẳng định: giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa công chính mà Chúa là đấng phán xét dành cho tôi. Liên quan tới điểm này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã để lại cho chúng ta những lời đầy khích lệ và hy vọng. Với anh em là người rất thân mật của tôi trong chức linh mục và giám mục, vì hạn tuổi anh em đã phải bỏ trách nhiệm thừa tác mục vụ trực tiếp, nhưng hội thánh vẫn còn cần anh em. Hội thánh đánh giá cao những công tác phục vụ mà anh em còn cảm thấy có thể làm được trong nhiều lĩnh vực tông đồ khác nhau. Hội thánh tin tưởng nơi phần đóng góp của anh em. Qua lời cầu nguyện liên lỉ, chờ đợi các lời khuyên dài dặn kinh nghiệm của cụ thể của anh em và chứng tá cho tin mừng mà anh em sống hằng ngày làm giàu cho hội thánh. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Tổng Giám Mục Hà Nội, vị Hồng Y tiên khởi của Việt Nam, đã không được phép đi thăm viếng và ban bí tích thêm sức trong các giáo xứ. Vì thế, trong vòng 20 năm liên tiếp, hằng ngày Ngài lên sân thượng của Tòa Tổng Giám Mục để lần hạt mân côi và cầu nguyện cho các tín hữu. 10 năm sau khi Ngài qua đời, lúc tôi được trả tự do, tôi rất cảm động khi nhìn thấy một dấu hình bầu dục do vết chân Ngài để lại trên sân thượng. Đó là dấu vết đức tin của một vị chú chăn già. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ tới lời của Đức Gioan 23 viết cho một giám mục: giờ đây nhiệm vụ của Đức Cha đã thay đổi đối với hội thánh. Đức Cha phải cầu nguyện cho hội thánh, và điều đó cũng quan trọng không kém công việc làm. Tính tuổi thọ trong người trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là lao nhọc khổ đau, chúng qua mau và chúng con đã khuất. Trong cuộc sống, ngoài tuổi già được xem như bệnh tự nhiên, còn có các tật nguyền, bệnh hoạn có thể xảy đến cho mọi lứa tuổi. Trong lĩnh vực này, tôi cũng đã có kinh nghiệm nào đó. Sau thời gian bị cầm tù, tôi đã bị giải phẫu 5 lần, trong đó 2 lần suýt chết vì bị nhiễm trùng nặng. Để có thể hiểu vai trò của tật bệnh trong chương trình của Thiên Chúa, chúng ta phải đề cao giá trị của thân xác con người.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhận định rằng thân xác con người là thánh thiêng. Phải, vì có Chúa ngự trong thân xác, còn hơn thế nữa, khi ơn Chúa thánh hóa con người, thân xác không chỉ là dụng cụ và cơ phận của linh hồn, mà còn là đền thờ, bí nhiệm của Chúa Thánh Thần nữa. Một quan niệm mới về thân xác con người mở rộng trước mắt chúng ta. Quan niệm này không có gì nghịch với những khám phá của khoa sinh vật học, nhưng làm cho quan niệm đó trở thành hấp dẫn, mới mẻ, không phải do khoái cảm hay vẻ đẹp gợi ý ra, nhưng được tình yêu thương của Chúa Kitô soi dẫn. Làm nổi bật giá trị của những thử thách thể xác và tinh thần. Chính tình yêu Kitô giáo mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Cả khi tật nguyền bệnh hoạn lấy mất sự toàn vẹn của thân xác. Bởi vì trong chúng ta có một sự sống siêu nhiên không bị điều kiện hóa bởi tình trạng sinh vật hay thể lý, nhưng do tình yêu thương mà chúng ta có thể cho đi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với các bệnh nhân: "Thưa anh chị em, như Chúa Kitô trên thập giá, anh chị em thật mạnh mẽ." Đúng vậy, bởi vì sức mạnh của chúng ta ở nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và bị bỏ rơi. Vì thế, khi chúng ta yếu đuối, lại là lúc chúng ta mạnh mẽ nhất. Tôi đã sống kinh nghiệm này trong tù, khi tôi sống những giờ phút khổ đau tột cùng trên thân xác và trong tinh thần. Tôi nghĩ tới Chúa Giêsu chịu đóng đinh, con mắt loài người, cuộc sống của Ngài là một thua cuộc, tuyệt vọng, thất bại, bị bất động hoàn toàn. Ngài không còn có thể gặp gỡ người ta, chữa lành bệnh tật, giảng dạy hơn nữa. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, giây phút đó lại quan trọng nhất, bởi vì chính ở đó Ngài đã đổ máu để cứu chuộc nhân loại. Vào ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với họ: "Mỗi một người trong anh chị em được mời gọi bước qua ngưỡng cửa năm thánh, là cửa của sự sống, cửa của ơn cứu độ, là chính Chúa Giêsu." Và Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng khổ đau là một phần của mầu nhiệm cuộc sống con người trên trái đất. Chìa khóa để có thể hiểu chương trình của Thiên Chúa là thập giá Chúa Kitô. Ai biết tiếp nhận kinh nghiệm khổ đau được đức tin soi dẫn này trong cuộc sống sẽ trở thành suối nguồn trao ban hy vọng và ơn cứu độ. Bài giảng ngày năm thánh các bệnh nhân và nhân viên y tế. Cái chết với lòng cậy trong khiêm tốn và an bình. Lời Đức Phaolô VI. Tư tưởng thanh nhàn thư thái liên quan tới cái chết đã luôn luôn đồng hành với Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Bản thảo tờ di chúc thiêng liêng đầu tiên của Ngài được viết ra năm 1925, năm Ngài được chỉ định làm giám mục.
tức là 38 năm trước khi qua đời. Còn di chúc của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI được viết ra ngày 30 tháng 6 1965, nghĩa là 13 năm trước khi Ngài tạ thế. Hai vị giáo hoàng lớn này đã nêu gương đức tin cho chúng ta khi hướng mắt nhìn về mầu nhiệm của sự chết và những gì xảy ra theo sau dưới ánh sáng soi dẫn của Đức Kitô. Có hai thời điểm then chốt trong cuộc sống con người, ngày sinh và ngày chết. Cuộc đời dương thế bắt đầu khi sinh ra và hoàn tất khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa của thời gian để tiến về vĩnh cửu. Giây phút này luôn đi kèm với những cảm xúc đặc biệt và mạnh mẽ. Cái chết là điều nghiêm chỉnh nhất trong cuộc sống và là thử thách lớn nhất, quyết liệt nhất trong các thử thách. Nó là tột đỉnh của cuộc sống chúng ta, là của lễ cuối cùng mà chúng ta có thể dâng cho Thiên Chúa. Ở đây, trên trái đất này, chúng ta tin chắc chắn rằng trong giờ phút này, chúng ta cũng sẽ được sự trợ giúp của Thánh Giuse đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ trợ giúp. Quan niệm Kitô giáo về giây phút lìa đời được diễn tả một cách rõ ràng trong một kinh tiền tụng của phụng vụ an táng. Đối với tín hữu Chúa thì sự sống không bị lấy đi nhưng được biến đổi, và trong khi ngôi nhà ở chốn lưu đày này bị hủy diệt thì ngôi nhà vĩnh cửu được sửa soạn trên trời. Trong nền văn hóa Việt Nam có câu sinh ký tử quy, sống gửi khác về. Chính vì thế nên tại quê hương tôi, người chết thường được chôn trước ngọn núi, như thế là để rồi từ đỉnh núi họ sẽ lên trời như Chúa Giêsu đã lên trời. Sống vì giờ ấy, qua tột đỉnh của cuộc sống với cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy con đường phải theo để lên trời. Ngài đã bước đi trên con đường dẫn lên núi sọ. Ngài đã không lựa chọn con đường nào khác để hoàn tất công trình cứu chuộc. Khi ở trần gian, Ngài đã chữa lành bệnh nhân, rao giảng tin mừng, thành lập hội thánh, và nhất là đã sống cho giờ của Ngài. Khi bị treo lên thập giá để kéo mọi người lên với Ngài, chính trong giờ đó, Ngài đã hoàn thành công trình cứu độ. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta phải sống cho giờ phút ấy của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có giờ của mình và phải sống trong thái độ đợi chờ và hiến dâng giờ ấy ngay từ bây giờ cho các mục đích mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn đang trong thời kỳ trai tráng, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đó là giờ xinh đẹp nhất, giờ của sự sống chứ không phải của sự chết. Đó là lúc gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trông thấy Ngài. Ngài đứng đó chờ đợi chúng ta, và cùng với Ngài chúng ta cũng sẽ gặp mẹ Maria. Vì thế nên khi còn sống, đã biết bao nhiêu lần chúng ta cầu khẩn mẹ để xin mẹ cầu bầu cho chúng ta, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Mẹ sẽ tiếp đón chúng ta như một hiền mẫu yêu thương và dẫn đưa chúng ta là con cái dấu yêu của mẹ đến với Thiên Chúa Cha.
Giờ phán xét đầy nhân từ. Trong bài suy niệm thứ hai, tôi đã trình bày 5 khuyết điểm của Chúa Giêsu. Giờ đây, tôi thêm khuyết điểm thứ 6. Nếu làm giáo sư, Chúa Giêsu chắc chắn sẽ bị Bộ Giáo dục sa thải. Bởi vì Ngài đã tiết lộ đề thi cuối cùng cho thí sinh. Và còn hơn nữa, Ngài cho biết trước kiểu cách thi. Con người sẽ đến trong vinh quang. Tất cả mọi dân tộc trên trái đất sẽ được tụ tập trước mặt Ngài. Và Ngài sẽ để kẻ lành một bên, kẻ dữ một bên. Đề tài của Ngài phán xét sẽ là tình yêu thương. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm những điều ấy cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ có tội đã tiết lộ đề thi, nhưng còn hơn, còn đơn giản hóa đề thi nữa, vì Ngài tóm tắt 10 điều răn thành lại một: yêu thương, hãy yêu mến Thiên Chúa là tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thầy, là Thẩm Phán và là Thần Thưởng của con. Con không còn sợ bị Chúa xét xử nữa, nhưng con khao khát được gặp vị Thẩm Phán của con là Đấng tốt lành, quảng đại và quá nhân từ. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy là niềm vui của chúng con. Chúa là Phần Thưởng tương lai, bất chi vinh quang của chúng con ở nơi Chúa, từ nay cho đến mãi muôn đời. Suy niệm này với hai tính từ. Tôi còn nhớ câu chuyện kể lại giây phút cuối đời của linh mục Jose Lagrange dòng Đa Minh, người sáng lập trường kinh thánh Jerusalem. Cha để nêu gương can đảm, khiêm tốn và tin tưởng trong thử thách. Cha đã bị hôn mê trong một thời gian thật lâu. Bất thình lình, cha ngồi bật dậy trên giường, mở lớn mắt và giơ hai tay lên trời, miệng kêu: Jerusalem, Jerusalem,
trước sự kinh ngạc của anh em cùng dòng. Như thế là cha đã trông thấy thành Jerusalem thiên quốc. Thế rồi cha từ từ nhắm mắt, nghiêng đầu và tắt thở. Còn Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thì viết trong di chúc của Ngài như sau: vì thế, trước cái chết, trước sự chia lìa hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi đời này, tôi cảm thấy có bổn phận phải ca tụng ơn thánh, sự may mắn, vẻ đẹp và vận mệnh của cuộc sống ngắn ngủi mau qua này. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban sự sống cho con, và còn hơn thế nữa, đã cho con làm người Kitô hữu, đã tái sinh con và dành để cho con cuộc sống sung mãn. Con cảm thấy hội thánh vây quanh con, ôi giáo hội thánh thiện duy nhất công giáo và tông tuyền, xin hãy đón nhận cử chỉ tình yêu dân hiến tột đỉnh này cùng với lời chào chúc lành của con. Bài suy niệm thứ 22. Buồn sầu của các con sẽ biến thành vui mừng. Niềm vui của hy vọng. Giữa những cây bách và cây vả, với hương thơm của những bông hoa đầu tiên của mùa xuân, mặt trời bắt đầu lặn, không khí tươi mát, hai người rảo bước nhanh trên con đường hướng về Emmaus, một làng cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ buồn sầu chán nản. Những tâm tình và thăng trầm của họ làm cho chúng ta nghĩ tới con đường chúng ta đi trong thời điểm lịch sử hiện nay của Hội Thánh. Trên đường Emmaus, giống như hai môn đệ buồn sầu than thở, chúng tôi đã hy vọng chính Ngài sẽ giải thoát dân Israel. Nhưng, nói theo kiểu loài người, nhiều khi hội thánh cũng cảm thấy mỏi mệt, buồn sầu, thất vọng vì tình trạng thế giới ngày nay. Như chúng ta mô tả trong bài suy niệm thứ tư, đó là sự thất vọng của một hội thánh dựa trên những hy vọng hão huyền. Chúa Giêsu, người mà hai môn đệ tưởng là một lữ khách, đã giải thích cho họ về Kinh Thánh, bắt đầu từ ông Mai-sen,
tới các ngôn sứ, giúp họ hiểu một chân lý bí ẩn. Đấng Thiên Sai đã chẳng phải chịu những hình khổ ấy trước khi bước vào vinh quang của Ngài sao? Chúa Kitô đấng chịu đóng đinh và đã sống lại qua cuộc xuất hiện của Ngài với các môn đệ trên đường Emmaus đã tỏ cho chúng ta thấy rõ mầu nhiệm sự chết và sự sống, thập giá và sự sống lại. Chính là chìa khóa để hiểu Kinh Thánh và qua đó hiểu đời sống của Hội Thánh. Niềm hy vọng của chúng ta không đứng vững nếu không dựa trên lời Chúa, trên mầu nhiệm thánh giá và sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Chúa Kitô hiện diện trong Hội Thánh khi Kinh Thánh được đọc lên. Việc Ngài cùng đi với các môn đệ, hành trình với họ, chứng tỏ chắc chắn Ngài cũng đồng hành với chúng ta qua dòng lịch sử như ánh sáng chiếu soi và như lửa sưởi ấm tâm hồn. Khi Ngài bẻ bánh, một cử chỉ chắc chắn đã thức tỉnh ý thức của hai môn đệ, mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa Giê-xu. Cũng vậy, chỉ với con mắt đức tin, giáo hội mới có thể nhận ra Chúa Giê-xu. Ngài đã ban cho các môn đệ bánh thánh thể và qua đó Ngài đi vào tâm hồn họ. Ngài không chỉ ở một mình trước mặt họ, giữa họ, nhưng từ nay Ngài ở trong họ. Một sự hiện diện, yêu thương có thể thay đổi đời sống họ. Trên đường Emmaus, các môn đệ chỉ cho chúng ta thấy con đường này nhờ thánh thể. Lời Chúa, mầu nhiệm thánh giá, Hội Thánh có thể khiêm tốn tiến bước và hân hoan trên con đường của mình, luôn được nâng đỡ nhờ sự hiện diện của Chúa Cứu Thế. Hướng đi. Thánh Luca viết họ đứng dậy và trở về Jerusalem ngay. Sức mạnh do sự hiện diện của Chúa Kitô đã làm phép lạ. Họ quay trở lại về Jerusalem, tâm hồn tràn đầy vui mừng. Từ nay họ thành chứng nhân, những người rao giảng điều họ đã cảm nghiệm. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu nơi họ, sức mạnh đảo lộn của lời Ngài soi sáng toàn thể Kinh Thánh, tình bạn của đấng phục sinh đã làm cho họ kêu lên: xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Và rồi bữa ăn ấy do Chúa Giê-xu phục sinh tặng, trong đó một lần nữa, nhưng lần này Ngài là đấng phục sinh hiến mình cho các môn đệ như bánh phục sinh và sự sống. Tại Jerusalem, họ thấy 11 môn đệ đang hội họp cùng các bạn khác. Những người ấy cũng đã biết rằng Chúa đã sống lại từ cõi chết. Trong niềm vui chia sẻ cho nhau, họ thông cho nhau tin vui Chúa đã sống lại. Những người ở trong nhà tiệc ly nói Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với Simon. Hai môn đệ Emmaus cũng xác nhận điều đó và kể lại những gì đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Chúa Giê-xu như thế nào trong lúc Ngài bẻ bánh. Bình an cho các con. Mỗi lần Chúa Giê-xu hiện ra sau khi sống lại, Ngài đều chào: bình an cho các con, có nghĩa Thầy ở cùng các con. Chúa Giê-xu là an bình và hy vọng của chúng ta. Vì thế, các môn đệ Emmaus tuyên xưng: chúng tôi cảm thấy như một ngọn lửa đốt cháy trong tâm hồn khi Ngài nói với chúng tôi dọc đường và giải thích Kinh Thánh cho chúng tôi.
an bình đích thực, ấy là niềm vui mà thế gian không thể ban và chỉ có thể đạt được bằng con đường thống hối, với sự thay đổi thực sự cuộc sống như ý nghĩa của năm thánh đòi hỏi chúng ta. Cần phải lắng nghe điều Chúa Thánh Linh nói với bảy giáo đoàn mà chúng ta đã bàn đến trong bài suy niệm thứ ba, một bản tổng kết đầu thế kỷ 21. Một lần nữa, cần liên tục thoát ra khỏi tình trạng của một hội thánh đã đánh mất đức ái thuở ban đầu, một hội thánh dung thứ sự thờ thần tượng, đã chiều theo sự thỏa hiệp, ra khỏi tình trạng trì trệ của một hội thánh đang mê ngủ hoặc sống nguội lạnh trong sự tầm thường, để lập lại một giáo hội nghèo, một giáo hội lắng nghe thánh linh, giáo hội hiệp thông, để biến đổi lối sống phàm tục thành thần linh, đòi hỏi phải hoán cải, phải thay đổi toàn diện, cũng như sự thay đổi bắt đầu từ từ rồi tới cương quyết. Hai môn đệ trên đường Emmaus được lời Chúa và sự hiện diện sinh động của Chúa Kitô hoán cải, đã đổi đường. Trước đây họ chạy trốn khỏi Jerusalem, thành phố của sự vấp phạm do cái chết của thầy họ gây nên. Nơi ngài họ đã đặt tất cả hy vọng. Giờ đây không chút sợ hãi, họ quay trở về Jerusalem, thành phố nơi Chúa của họ đã chết và sống lại. Một niềm vui không ai có thể tước đoạt khỏi chúng ta. Nhờ thái độ thanh tẩy trở về với Chúa Kitô, buồn sâu của chúng ta biến thành vui mừng. Chúa Giêsu đã hứa điều đó và nay ngài thực hiện. Ưu sầu của các con sẽ biến thành hoan lạc. Thầy sẽ thấy các con và tâm hồn các con sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy mất niềm vui của các con. Ngài thật là người bạn trung tín. Các môn đệ lại thấy ngài và họ cảm nghiệm niềm vui của một sự hiện diện mà không ai có thể tước đoạt được. Không ai có thể cho chúng ta niềm vui vượt lên trên mọi khả năng và mọi kiến thức của con người. Trên trần gian này, người ta săn sóc một bệnh nhân bao lâu họ còn sống. Nhưng có ai tìm cách săn sóc một người chết? Làm như thế là điên. Trái lại, Chúa Giêsu đã chết, được mai táng và đã sống lại. Từ đó phát sinh niềm vui của chúng ta, một niềm vui vô biên, luôn mới mẻ, trường cửu, vì là niềm vui thần linh. Ôi sự tươi đẹp vừa cổ kính vừa mới mẻ, con đã yêu mến ngài muộn quá. Lời than thở của Thánh Augustino. Lịch sử ngày nay không thiếu những trường hợp trong đó hội thánh sống trong hy vọng giữa thất vọng. Trong đau khổ chỉ cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Trong đau khổ vì sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Và trong đau khổ vì tử đạo và vì thân phận tiểu số. Nhưng cũng chính hội thánh ấy là đối tượng lời hứa mà sách Khải Huyền nhắm tới, sẽ không còn chết chóc, tan tóc, than van, vất vả vì những gì quá khứ đã qua đi. Sẽ có một trời mới và một đất mới. Chúng ta đã bắt đầu cuộc tĩnh tâm với cuộc hành trình của Thánh Tổ Phụ trong sách Tháng Kế. Giờ đây, chúng tôi nghiêm ngưỡng viễn tượng hòa bình của sách Khải Huyền. Đức Kitô ở giữa chúng ta nhờ tình thương. An bình mà Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ được thể hiện trong tình thương giới răn mới đó. Trong đó, Chúa Giêsu đã gồm tóm 10 giới răn của Mai-sen. Mến Chúa, yêu người. Trong tình thương, tâm hồn được giải hòa, được hiệp nhất và phục hồi được niềm an bình mà Chúa dành cho chúng ta khi tạo dựng nên chúng ta. Ngày 18 tháng 1 năm 2000, qua nghi thức mở cửa thánh
tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Trong một lúc, lời cầu nguyện hầu như có tính chất tiên tri. Chúng ta đã cảm nghiệm được nền hòa bình đại kết được biểu lộ qua việc chúc bình an như dấu chỉ bác ái đối với nhau. Trong tâm hồn chúng ta còn vang dội những lời của phụng vụ Byzantine được đọc lên trong lúc đó. Chúng ta hãy yêu thương nhau để trong tinh thần hiệp nhất chúng ta tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và những lời của bài bình ca cổ kính vẫn được vang lên trong phụng vụ Roma ngày thứ năm tuần thánh, Ubi Caritas, đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Ngài đã tập hợp tất cả chúng ta trong Chúa Kitô là tình thương. Chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ trong Chúa, hãy kính sợ và yêu mến Thiên Chúa hằng sống, và hãy yêu nhau với tâm hồn chân thành. Hãy tránh chia rẽ giữa chúng ta, loại bỏ những cuộc tranh giành xấu xa, những cãi vã, và xin Chúa Kitô ngự trị giữa chúng ta. Chúa Kitô ở giữa chúng ta như niềm an bình và như sự hòa giải của chúng ta. Khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Để nên chứng nhân hy vọng. Câu chuyện hai môn đệ đi làm Emmaus nhắc nhở tất cả chúng ta về một thực tại vui mừng của kinh nghiệm Kitô giáo, sự hiện diện trường cửu của Chúa Kitô phục sinh trong hội thánh. Đó là một sự hiện diện sống động và thực sự trong lời Chúa, trong các bí tích và trong thánh thể. Nhưng Ngài còn hiện diện nơi cả con người và giữa họ với nhau, nơi các thừa tác viên của hội thánh, nơi người nghèo và nơi tất cả mọi người anh em. Khi cứ thành năm đại toàn xá 2000, chúng ta có thể nói như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta rằng nỗi vui mừng của chúng ta là Chúa Kitô, nhưng Ngài cũng là hoan lạc của chúng ta. Từ 2000 năm nay, hội thánh sống bằng sự hiện diện ấy, và khi nhìn về tương lai, hội thánh hy vọng nơi lời hứa của Chúa Giêsu, Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Chúng ta phải là chứng nhân về sự hiện diện và niềm hy vọng ấy, nhưng làm sao chúng ta có thể làm như thế được trong niềm vui của những chứng nhân đáng tin cậy? Trong những ngày này, chúng ta đã cùng nhau sống phần nào cuộc hành trình trên đường Emmaus. Trong lúc kết thúc cuộc tĩnh tâm và để lại một vài kỷ niệm như thói quen,
chúng ta có thể tóm tắt sự quyết tâm của chúng ta trong một vài lời sắc son. Tôi muốn nói là quanh đấng kế vị Thánh Phêrô, chúng ta cùng nhau cam kết sẽ thật sự trở nên những chứng nhân vui tươi của niềm hy vọng. Chúng ta hãy học nơi các môn đệ Emmaus và phản ứng như các ngài. Chúng ta hãy trở về Jerusalem. Chúng ta hãy trở về nguồn gốc của tin mừng. Liên tục trở về Jerusalem như Đức Thánh Cha làm trong năm thánh này. Một cuộc trở về nguồn, về trung tâm của hội thánh, nơi Chúa Giêsu đã dạy dỗ, đã chịu khổ nạn, đã chết và được an táng. Mọi sự kể như hết rồi. Phi-la-tô đã sai lính canh giữ mộ Chúa Giêsu. Những người Do Thái đã lăn tảng đá lớn chặn cửa mộ. Họ muốn tiêu diệt Ngài mãi mãi, xóa bỏ Ngài khỏi ký ức của mọi người, của các môn đệ Ngài. Nhưng tại Jerusalem, Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài đã hiện ra với nhiều người trong hội thánh. Hội thánh vui mừng vì Chúa Giêsu đã nói: "Các con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian." Cùng với hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta hãy trở về với tinh thần chân chính của tin mừng, trở về để biến mầu nhiệm phục sinh thành nguồn hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy hiệp nhất với cộng đoàn giáo hội quanh Phêrô. Đây là phản ứng thứ hai trong nhà tiệc ly. Các môn đệ Emmaus tìm lại cộng đoàn hội thánh và Phêrô, người môn đệ được Chúa Giêsu hứa ủy thác hội thánh cho Ngài. Chính Phêrô đã được Chúa dành cho một cuộc hiện ra đặc biệt. Chúa đã hiện ra với Simon. Thánh Phêrô giữ một vai trò cốt yếu trong việc hiệp nhất giáo hội. Vì thế, Chúa Giêsu đã ban cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị Phêrô một ân đặc biệt, ơn tử đạo, để làm chứng đức tin nơi Chúa Giêsu. Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thánh nhân chạy đến mồ và nhận thấy Chúa đã sống lại. Trước mặt Chúa Giêsu và các môn đệ khác, Phêrô tuyên xưng lòng yêu mến Thầy, và tại Roma, trên đồi Vatican, Ngài niêm ấn lời tuyên xưng đức tin và lòng yêu mến tuyệt đối này bằng chính máu của mình. Tính chất Phêrô của hội thánh cũng là điều này. Hiệp nhất trong đức tin và trong tình yêu đối với Chúa Kitô quanh Phêrô, bởi vì trong bản chất yêu thương phục và phục vụ hội thánh là một duy nhất. Cùng với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu, tuy các sách tin mừng không nói, nhưng trực giác của Thiên Chúa, của dân Chúa đều xác nhận điểm này. Trong cộng đồng các môn đệ vắng bóng sự hiện diện thể lý của Thầy, trước và nhất là sau khi Chúa về trời, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu bảo đảm sự liên tục phù trợ của Chúa và sự chắc chắn về lời hứa ban Chúa Thánh Thần. Đức Maria với tư cách làm mẹ là tự nhiên dẫn chúng ta đến con của mẹ. Đức Maria đầy ân phúc, đầy thánh linh, bảo đảm sự đổ tràn Chúa Thánh Thần trong tương lai.
là mẹ Chúa Giê-xu, mẹ toàn thánh, biểu lộ đặc tính thánh mẫu của hội thánh. Một hội thánh gia đình, một hội thánh đầy tình huynh đệ, đón tiếp và liên đới. Với mẹ Maria, chúng ta cảm thấy mình là anh em, hiệp nhất trong sự tuyên xưng Chúa Kitô. Với tâm hồn từ nhân của mẹ, chúng ta cảm thấy cởi mở đối với mọi người. Và hội thánh có đặc tính công giáo với những chiều kích của mẹ, là mẹ hiệp nhất. Mẹ mở rộng vòng tay ôm lấy mọi người con tản mát các nơi trên thế giới. Mẹ Maria là tình thương được đón nhận, đáp trả và chia sẻ, là mẫu mực của hội thánh, mầu nhiệm, hiệp thông và truyền giáo. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và vui tươi. Chúng ta đã bắt đầu tuần tĩnh tâm này với sách Gia Phả, nhắc đến ơn gọi của tổ phụ Abraham và kết thúc với Abraham. Hy vọng của chúng ta là Chúa Giê-xu, đấng cứu thế duy nhất, đang đợi chờ chúng ta trong niềm vui vĩnh cửu của bữa tiệc, nơi mà người nghèo Lazaro đang ở trong lòng Abraham. Ngày qua ngày, chúng ta tiến bước, gieo vải những hạt giống hy vọng cho một mùa xuân mới của hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và vui tươi. Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian, và ngôi lời đã làm người và đến ở giữa chúng ta. Tôi loan báo cho anh em một tin vui lớn: Đức Kitô đã sinh ra, thời cánh chung đã khởi đầu, cho dù mới ở giai đoạn chớm nở và sẽ chỉ kết thúc trên trời. Trong cuộc đời trần thế này, chúng ta được niềm vui của hy vọng, vì Thiên Chúa không những hứa ơn cứu độ cho các cha ông chúng ta, cho Abraham và cho dòng dõi ông đến muôn đời, nhưng còn thề cam kết với Abraham, tổ phụ chúng ta. Niềm vui của chúng ta càng lớn hơn và càng khôn tả vì được chính Thiên Chúa bảo đảm. Nếu một tín hữu hành hương đến Roma và được phủ giáo hoàng cho một vé dự buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng, thì người ấy sung sướng vui mừng vì hy vọng chắc mình sẽ được thấy Đức Thánh Cha. Cũng vậy, chúng ta càng có lý do để tràn đầy vui mừng. Chúng ta đã được chịu phép rửa tội, được phủ thiên quốc với vị đặc trách là Thánh Phêrô tặng cho một vé để gặp ba ngôi chí thánh. Vé ấy đã ở trong túi chúng ta. Và như thế, trong mỗi giây phút chúng ta đều chìm đắm trong niềm vui, vui mừng, bao la, bất tận của hy vọng. Chúa Giê-xu nói với người Do Thái: Abraham tổ phụ các ông vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và vui mừng. Lời Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm. Vào cuối tuần tĩnh tâm, tôi cảm tạ Chúa vì Người đã cho tôi được vui mừng chia sẻ với anh em những ngày ân phúc và cầu nguyện này. Đó là những ngày lắng nghe một cách nồng nhiệt và lâu dài tiếng Chúa Thánh Thần nói với tâm hồn chúng ta trong thinh lặng và trong sự chăm chú suy niệm lời Chúa. Đó là những ngày sống kinh nghiệm cộng đồng cao độ, như các tông đồ trong nhà tiệc ly, tất cả đều chăm chỉ và đồng lòng trong lời cầu nguyện, cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giê-xu và các anh em của Chúa. Tôi cũng nhân danh mỗi người trong anh em
cảm ơn Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rất quý mến, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Với sự đơn sơ và đầy tinh thần thiêng liêng, Đức cha đã hướng dẫn chúng ta trong việc đào sâu ơn gọi của chúng ta là trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng theo tinh thần tin mừng vào đầu ngàn năm thứ ba này. Với tư cách là chứng nhân của Thánh giá trong những năm dài ngục tù tại Việt Nam, Đức cha đã kể lại cho chúng tôi, cho chúng ta nhiều sự kiện và giai thoại trong thời gian bị giam cầm, và qua đó củng cố trong chúng ta niềm xác tín đầy an ủi dù khi tất cả sụp đổ quanh chúng ta và có lẽ cả trong nội tâm chúng ta nữa. Chúa Kitô vẫn mãi mãi nâng đỡ chúng ta. Chúng ta biết ơn Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận, người mà trong tù chỉ là ông Thuận, vì chứng tá của Đức Cha, một chứng tá có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong năm toàn xá này. Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Được ơn phù trợ của Chúa làm cho vững mạnh, các môn đệ của Ngài đã trở thành những con người hy vọng, không phải thứ hy vọng trống qua để rồi làm cho tâm hồn chúng ta mệt mỏi và thất vọng, nhưng là niềm hy vọng chân thực. Hồng ân của Thiên Chúa được nâng đỡ từ trời cao nhằm đạt tới thiện hảo tối cao, và chắc chắn sẽ đạt tới thiện hảo ấy. Thế giới ngày nay rất cần niềm hy vọng ấy. Năm đại toàn xá chúng ta đang cử hành giúp đưa chúng ta từ từ đào sâu những lý lẽ của niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng đòi hỏi và tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta gia tăng niềm tín thác nơi Chúa và càng ngày càng tỏ ra cởi mở quảng đại đối với anh chị em mình. Xin mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng, mà tối hôm qua vị giảng thuyết đã mời chúng ta chiêm ngưỡng như mẫu gương của giáo hội, cầu bầu cho chúng ta được niềm vui của hy vọng, để chúng ta cũng được sự hiện diện của Chúa Kitô biến đổi buồn sầu của chúng ta thành vui mừng trong những lúc bị thử thách như đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emmaus. Nỗi buồn của các con trở thành vui mừng. Tristitia vestra vertetur in gaudium. Với tâm tình đó, tôi thành tốc chúc lành cho tất cả anh em và xin anh em tiếp tục đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện, nhất là trong cuộc hành hương tại thánh địa mà nếu Chúa muốn tôi sẽ được vui mừng thực hiện trong tuần tới đây. Ngày 18 tháng 3 năm 2000, Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Hà Nội. Hải Hà ơi, Hải Hà, người là ánh sáng soi đường. Người là ánh sáng qua tan biên trường. Người dẫn đường, chỉ sự thật, mở chân lý. Chúa